Thank you.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thừa nhận đây là tình trạng y tế công cộng nguy hiểm, khó kiểm soát nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới. Cùng thời điểm, hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác, Thái Lan, Australia, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Việt Nam thông báo ghi nhận những ca bệnh tương tự. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau nhiều lần trì hoãn. Nhân loại bước vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Việc lặp lại sai lầm của quá trình ngăn ngừa sự lây lan dịch SARS, việc công bố dịch muộn tới 20 ngày khiến COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên diện rộng là nguyên nhân Trung Quốc bị chĩa búa rìu dư luận. Hai danh xưng Vũ Hán, Trung Quốc trở thành nỗi ám ảnh với phần còn lại của thế giới. Nước Mỹ hùng mạnh, đáng ra đã có lợi thế về thời gian để ứng phó với dịch, lại cho rằng COVID chỉ là một sự phóng đại. Tiến trình bầu cử tổng thống đã được coi trọng hơn, vì thế tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng. Phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, lo lắng thông tin về. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ tính đến chiều ngày 27 tháng 3 đã vượt quá 100.000 với 15.000 ca nhiễm mới. 27 tháng 3 cũng là ngày Mỹ ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do COVID-19 nhất trong một ngày, khoảng 250 người, nâng tổng số người chết do virus này tại Mỹ lên hơn 1.500. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật giải cứu kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la, lớn nhất trong